cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta xử lý một cái tấm hình phục hồi mà có nhiều tổ ong như thế này. Thì các bạn làm thế nào cũng được, miễn mục đích cuối cùng là mình làm nó đẹp và cái file hình nó sẽ trông lên. Các bạn thấy mình bung lớn rồi, rất là nhiều tổ ong. Cái file hình này thì scan lại trên cái tấm hình khá là cũ rồi. Và lấy cái hình này, trước tiên chúng ta sẽ nhân lớp lên nha, để mình giữ cái file gốc, để mọi người lấy canh vào đó để mình vẽ. Thì đây mình sẽ copy ra hai lớp layer. Lớp layer trên cùng mình sẽ đóng mắt lại, và lớp layer ở giữa mình sẽ tiến hành xử lý nó. Thì trước tiên chúng ta sẽ vô Windows Camera Raw. Thì mình sẽ dùng Camera Raw để mình làm nó mịn cái phần tổ ong này đi. Mình thấy cái phần tổ ong này thì mình sử dụng bên Camera Raw, mình thấy nó khá là hay. Các bạn thấy vào cái phần detail nè, cái này Camera Raw phiên bản mới nên nó gom về một hướng á, gom về một bên luôn. Nếu bạn nào chưa cài thì có thể cài, nó cũng dễ lắm. Còn phiên bản cũ thì nó sẽ chia ra nha. Đây, các bạn thấy mình kéo nó sẽ mất đi cái phần tổ ong à. Nó sẽ làm cho mình mịn cái hình đi. Mục đích của mình là làm mất cái tổ ong nha. Rồi còn một chút nữa mình sẽ giải quyết nó sau. Cái phần mất nét là phải chịu rồi, tại hình cũ mình sẽ làm nét lên sau. Đó, các bạn thấy tổ ong của mình đã mất rồi nè. Nó sẽ còn lại những một số cái bụi khá là nhiều nè. Bụi này thì mình sẽ chấm nó. Nhưng trước khi chấm các bạn chú ý giùm mình là mình sẽ vẽ lại cái môi nha. Cái môi của cái hình này nó bị mờ quá rồi, chỉ được có cặp mắt thôi. Rồi, thì vẽ thì mình vẫn sử dụng công cụ Blow Tool nè. Và mình sẽ vẽ nè. Ở trên thì mình sẽ dùng là Multiline, Multi hoặc là Shadow. Ở đây mình sẽ chọn Shadow để mình vẽ thử nó có áp phê không? Nó có nè. Cái này thì mình sẽ tăng lên khoảng 20% nha. Các bạn sẽ vẽ theo những cái chi tiết này trước, để mà khi trong quá trình chúng ta làm nó sẽ mờ đi nữa đó. Nên mình sẽ đi khối trước. Hình phục hồi thì nó không khó, nó chỉ chúng ta chỉ cần kỹ một chút thôi, chứ không có gì khó cả. Đó, mình sẽ chấm cái bên lỗ mũi bên đây bị mất rồi nè, để làm từ từ nữa nha. Về cơ bản thì cái hình này thì mình sẽ làm khoảng mình sẽ tập trung mình làm nó mới xong nha các bạn, mới đẹp được. Mình sẽ đi vào những cái khối như thế này, đi từ từ này. Đó, mình vẽ lên cái sống mũi nè, đi tới cái môi. Vẽ từ từ lên, nó sẽ ra được cái dáng của cái tấm hình, rồi là mình sẽ tiến hành là chấm sửa, nó sẽ đẹp hơn. Mình thấy cái phần này nó ghê ha. Mình sẽ khoanh dùng cái phần này lại, mình tạo vùng chọn. Lúc nãy mình đã dùng Camera Raw nên nó lưu ở trên đây nè, mình chỉ chọn cái đầu tiên nè. Đó, mình thấy nó sẽ mịn lại, thấy không? Đơn giản quá. Trên đây mình sẽ nhấn Ctrl F một lần nữa. Có nghĩa là Ctrl F là cái lệnh của Camera Raw nó lưu lại ở trên filter nha các bạn. Các bạn nào mà sử dụng các lệnh trên filter thì nó sẽ lưu lại cái bước mà chúng ta vừa sử dụng. Ở đây mình vừa sử dụng Camera Raw nên nó sẽ lưu lại, mình chỉ nhấn Ctrl F tiếp thôi. Này nó hơi mờ quá nên mình sẽ giảm xuống một chút nè. Đó. Các bạn thấy mình xử lý sơ thôi là nó đã khá là sạch sẽ rồi ha. Rồi, vì kế tiếp là mình chỉ việc giải quyết những cái bụi lớn này thôi. Cái này thì mình sẽ chấm nha các bạn. Thì mình thường thì mình sẽ dùng cái công cụ chấm này ở trên đó các bạn, Brush Tool nè, Highlight Brush Tool nè. Nó sẽ
hay hơn là mình dùng cái phần mà ở dưới Highland Home. Tại vì cái phần đó đây đây, mình sẽ thị phạm các bạn xem luôn. Còn chấm như thế này á, nó sẽ nhanh hơn là bạn bạn ngồi các bạn, mà giống như là quẹt như thế này nè. Đó. Quẹt như thế này thì cũng được, thì một số bạn một số trường hợp thì mình sẽ dùng cái này cho nó ngon, còn lại thì mình sử dụng cái này nó sẽ nhanh hơn. Tại vì Photoshop mới nó khá là thông minh trong cái phần mà chấm như thế này, nó nhận diện khá là hay nè. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút so với phiên bản cũ á. Đó. Ok không? Sạch bớt rồi. Được 30% rồi. Rồi, thì kế tiếp là mình sẽ làm cho đều da lại bằng cái công cụ đi nha. Brush tool nè. Mình sẽ dùng Mix Brush tool để mình tô nó nha. Ở đây thì mình sẽ chọn là từ 20 đến 15. Hiện tại thì mình đang sử dụng Photoshop phiên bản 2017 nên cái tính năng, một số tính năng nó bị hạn chế so với bản 2020. Thì mình đang sử dụng hai phiên bản, đó là 2017 và 2020. Mình xen kẽ nhau mình sử dụng. Phiên bản 2017 thì nó ít tính năng hơn, nhưng mà làm nó ít bị treo máy hơn. Còn 2020, nếu cái máy mà RAM mà dưới 10GB á, là nó bị treo suốt. 2017 thì không có. Hiện tại mình xài 16GB mà nó vẫn bị treo khi bạn sử dụng 2020. Sử dụng một số cái file ảnh nặng là nó bị treo. Các bạn làm trong quá trình làm các bạn nhớ nhấn save lại nha. Nếu không save nó bị treo Photoshop thì mình phải làm lại rất là vất vả. Mỗi lần làm một cái file hình như thế này á, thì mình phải làm rất là lâu. Nhưng phục hồi á, nó đổi lại cho mình cái là chỉ có một cái file hình á thôi, nên mình sẽ xử lý khá là kỹ. Còn một số hình mà đẹp rồi xử lý chân dung á thì nó dễ hơn nhiều rồi. Tại hình nó có màu sắc đẹp, máy chụp đẹp thì mình làm đẹp thôi. Mà thấy những cái file hình nào mà càng khó mà mình làm được thì những cái file hình mà nó dễ làm cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Cái khó mà mình làm được thì nhìn vô những cái khác nó rất là dễ. Đó. Mình đã vẽ nó nè, mình làm nó đều da lại rồi đó. Giờ thì kế tiếp là mình tô khói nó nữa là xong. Hình này thì người ta khách hàng yêu cầu làm trắng đen nên khá là dễ nha. Đó, thấy không? Cái phần các bạn thấy là mình bung lớn nó vẫn còn cái sọc nè. Cái sọc này á, giờ mình cũng sử dụng camera raw luôn. Camera raw để mình giải quyết nó luôn. Hiện tại thì mình xử lý cái mặt cho nó đẹp trước đi, rồi sau đó mình sẽ tiến hành là xử lý cái phông thì dễ rồi. Nó mình là mình nó luôn nè, thấy không? Kéo cho nó mịn luôn, bạn thấy không? Mất luôn rồi đó. Tí nữa mình sẽ dùng cái khác để mình tăng nét nó lên, mình subline tăng nét nó lên. Rồi, thì mình sẽ xử lý cái phông. Cái mặt mình thấy cũng tạm rồi ha. Xử lý cái phông. Cái phông á thì một á là các bạn cắt ra luôn, cắt tách phông luôn. Còn không cắt á thì các bạn có thể dùng cái blonde tool này nè, các bạn làm cho nó sạch lại thì cũng được. Thì cắt phông á thì nó sạch nhanh hơn rồi. Tại cái này mình muốn sử dụng nguyên mẫu á, mình sẽ làm y mẫu lại cho khách hàng luôn. Khi mà khách hàng yêu cầu làm như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó. Tại vì thường mình sử dụng cái phông cũ á, thì các bạn thấy nó một số cái chi tiết nó, cái phần mà
tách biệt giữa cái phông và cái tóc nè, các bạn thấy nó vẫn còn giữ lại cái nét tự nhiên đó. Mình tuôn nó theo, mình quét nó theo vậy. Phục hồi thì mình thấy cái này nó không có khó nha, rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần nhớ một vài cái bước đó, là chúng ta kết hợp với cái thẩm mỹ của mình đó, mình làm từ từ là nó sẽ đẹp thôi, chứ không có gì khó cả đó. Rồi xong còn phông luôn ha, đơn giản đó. Các bạn kiểm tra lại cái file gốc nè, để lên trên file gốc, để lên trên thì chúng ta rất là dễ kiểm tra nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm trong lên một chút. Trước tiên thì mình sẽ dùng auto color trước. Đây auto color, auto color nó sẽ trong mình lên nè, nhưng nó hơi chát, mình sẽ giảm xuống nha, mình sẽ giảm xuống một khoảng chừng 50 đi, nó vừa đủ độ trong rồi. Khi mà trong quá nó sẽ chát hình thì nhìn nó sẽ khó là chịu. Rồi cái thứ hai là mình sẽ dùng cái thằng app email nó, mình sẽ làm supply lại cho nó trong thêm một chút nữa. Các bạn chú ý là trong vừa phải, không được không để cái hình mình nó bị chát nha. Rồi mình sẽ đi lại viền mắt cho trong lên nè. Viền mắt á, thì mình sẽ dùng ok, mình sẽ tô nó lên. Mình sẽ tô cái viền trắng bạc này các bạn. Tô cái chỗ mà trồng trắng á, với con người nè, mình sẽ làm nó trong lên đó. Và sau đó mình sẽ vẫn vẽ nó lại một, thêm một cái viền nữa. Mình vẽ từ từ thôi, vậy là được rồi.